Thưa quý vị, sau vụ cháy trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người tử vong đêm 12 tháng 9, Bộ Công an đã chỉ đạo tổng kiểm tra, ra soát căn hộ cho thuê, chung cư mini, nhà trọ có mật độ người cao trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản. Các địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư trên zalo facebook đồng thời đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy đối với loại hình chung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho người thuê trọ có mật độ người ở cao